Thưa quý vị, hiện nay thì chiến sự giữa Nga và Ukraine đang ngày càng căng thẳng khi mà lực lượng quân sự Nga liên tục chiếm đóng và tấn công nhiều địa điểm tại Ukraine. Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới chưa thể đưa ra được những phương án can thiệp chấm dứt chiến tranh, thì gần đây Tổng thống Jair Bolsonaro của Brazil tuyên bố ông có kế hoạch giúp chấm dứt xung đột của Ukraine-Nga nhưng sẽ chỉ tiết lộ khi nói chuyện với người đồng cấp Zelensky của Ukraine vào tuần tới. Thông tin được ông Jair Bolsonaro đưa ra trong cuộc phỏng vấn mới nhất. Tôi sẽ nói với ông ấy ý kiến của tôi, những gì tôi nghĩ, giải pháp cho vấn đề này. Tôi biết làm thế nào để giải quyết nó, nhưng tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Cuộc chiến này đã gây ra sự gián đoạn lớn, ít hơn cho Brazil, nhiều hơn cho châu Âu. Nhà lãnh đạo Brazil dự kiến điện đàm với ông Zelensky vào đầu tuần sau. Ông Bolsonaro cho biết đã đồng ý ngay sau khi phía Ukraine đề nghị nói chuyện. Dù quyết định giữ bí mật, ông Bolsonaro gợi ý rằng cuộc xung đột có thể được giải quyết như cuộc chiến Anh-Argentina vào năm 1982. Trong đó, Anh triển khai lực lượng hải quân hùng hậu đánh trả sau khi Argentina tấn công quần đảo Falkland mà phía Argentina gọi là Malvinas. Gần đây nhất, Ngoại trưởng Brazil Carlos Franca cho biết nước này đang tìm cách mua càng nhiều dầu diesel càng tốt từ Nga và các giao dịch đã được chốt gần như là ngày hôm qua. Ông Bolsonaro cũng thông báo đã đạt được một thỏa thuận cùng Moscow để mua dầu diesel rẻ hơn nhiều.